Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vua Đời Dò, bên viên tàu lao chạm đao Trần Hoàng, Đại Lâm Balotelli và Đại Lâm Chuyện Bên Lề. Còn đây là Lip Pro, chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đau mỏi bay gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là sân của Thuận Lộc An, Long Thành, Đồng Nai nha các bạn. Ở đứng trước màn đông kính làm hiện tại bây giờ là Sì Phố, Tấn Rô, Thanh Tân, Quách Ben và Thông. Đây là bộ năm em trẻ nha các bạn. Còn bên kia là Lâm Tới, Lý Quốc và Chí Thông. Không. Còn đây là Sì Phố. Sì Phố là nỗi ám ảnh của tất cả các cầu thủ võ lâm về Long Thành nha các bạn. 1-0. Sì Phố có những cú phát bóng rất khó chịu. Một pha xử lý hay gì rồi của Lý Quốc. Đây, các cầu thủ đang ẩn nấp ở ngoài này cũng rất đông, rất nhiều. Mùi Chí Thông phát bóng hỏng. Đây là các trận đấu giao lưu trước thềm giải nha các bạn. Một pha ráp chắn đôi rồi, quá tuyệt vời cho Thông và Ben. Đáng tiếc bóng bay ra ngoài. Tỷ số đang là BP 2 đều. Bên kia là ông bầu Vũ Arsenal. Thanh Tân pha chấn bóng hay gì rồi của Lý Quốc. 3-2. Ở bên kia là Vũ Arsenal, Tiến Đen, Nghĩa Đô, Sôm Nô, Nhân Đầu Vàng bên đây. Lại là Thanh Tân, hai quả liên tiếp. Thanh Tân va vấp vào tay trắng của Lý Quốc. 4-2. Buôn Bi. Một pha nổ đại bác của Thanh Tân vừa rồi. Bay Buôn. Đây là sân của anh Thuận Lộc An, Long Thành, Đồng Nai nha các bạn. Cách sân chợ mới chừng chợ mới Long Thành khoảng 300m thôi. Gần khách sạn Hoàng Long. Phản công cho Thanh Tân. Quá hay cho Thanh Tân. 4 đều buôn. Hiện tại đứng giữa là Quách Ben. Quách Ben là một trong những cao thủ trẻ của MC Bình Dương. Quá khó chịu. Phản công cho Thanh Tân. Lại là Thanh Tân va vấp vào Lý Quốc nữa rồi. Ba quả liên tiếp Thanh Tân va vấp vào tay của Lý Quốc. Năm bốn. Một pha kết thúc hay gì rồi của Thông. Năm đều. Hiện tại bây giờ đứng trên lưới là biên số 2 là Thông và giữa là Quách Ben và Thanh Tân. Tấn Rô. Còn phát bóng là Sì Phố. Quá ghê cho Lâm Tới. Lâm Tới 1m87, bãi biển bầu cát Tân Bình. 6-5. Tiếp tục phản công cho Thanh Tân. Một pha xử lý hay cho Thanh Tân. 6 đều.
Bên đây là chuyền hai là Tấn Rô, phát bóng là Sì Phố, còn đứng trên lưới là Thanh Tân bên số bóng, giữa là Quách Ben và Thông. Lý Quốc một pha chạm tay trắng vừa rồi, chạm cọc vừa rồi, 7-6. Ở bên kia là Lâm Tới, Lý Quốc và Chí Thông. Quá ghê cho Lâm Tới. Đây là Westband 2K6, quần đen áo đen, đối thủ của dẫn 2K6 tay trái của Tây Ninh. Westband hiện tại bây giờ là trẻ MC Bình Dương, còn dẫn hiện tại bây giờ là trẻ Bãi Biển Bà Rịa Vũng Tàu. Lại một pha chắn bóng quá hay vừa của Lý Quốc trước Sì Phố. Westband một pha kết thúc tốt rồi của Ben. Ben 2K6, 1m86, rất tương lai cho MC Bình Dương. 7-8 7-8. Tám đều và một bóng điểm trực tiếp của Sì Phố. Quá ghê cho Sì Phố. Và kết thúc quá tuyệt vời cho Lý Quốc vừa rồi. Lý Quốc và Chí Thống chèm chèm 1m80 thôi nha các bạn, nhưng Lý Quốc thực sự bật chắn rất hay, chuyền hai cũng rất tuyệt vời. Quá ghê cho Thanh Tân. Đây là cái nhóm anh em hàng 6 cáp kèo và cáp kèo. Máy phô 8-9. Lại là cái biên hai của Lý Quốc quá ngọt vừa rồi. Có thể nói là bên đây là những em trẻ nha các bạn. Thanh Tân thì là một trong những cao thủ đã lên giải nhiều, rất nhiều giải rồi. Thanh Tân là biên số 1. Giữa là Sì Phố và Westband. Lại là một pha chuyền hai quá khó vừa rồi cho Thanh Tân. Mười một tám. Một pha quá ngọt vừa rồi cho Thanh Tân. 91. Còn đây là Thanh Sì Phố. Ở ngoài là Thuận. Thuận là một trong những cao thủ đầu dò cũng rất ghê gớm trước đây của Phước Thiền, Long Thành, Đồng Nai. Lại là Sì Phố bắt bóng hỏng ra ngoài. Mười hai chín. Quá đẹp cho Westband. Ben là 2K6, 1m86 nha các bạn. Hiện tại là biên chế của MC Vật liệu Xây dựng Bình Dương nha. Đối thủ của Ben là dẫn 2K6 Tây Ninh, Tân Châu, tay trái. Và kết thúc tốt rồi của Lâm Tới. mười ba mười
một pha xử lý hay gì rồi của Lý Quốc. 10-40. Chuyền hai không ổn. Rồi. Một pha xử lý hay gì rồi của Lâm Thái. Tỷ số 15-10. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây. Xin chúc mừng bộ ba Lâm Thái, Lý Quốc và Chí Thông vào bờ quá an toàn. Mời các bạn tiếp tục xem cặp đấu này tiếp tục nha.